Chào cả nhà, chào cô chú bác anh chị đang theo dõi trên kênh YouTube của mình nha. Thì có một thông tin mình muốn cập nhật về cái câu chuyện drama của chị Hồng Loan. Đó là cái thông tin liên quan đến những cái chuyện lịch sử, chuyện quá khứ giữa cố nghệ sĩ và những đứa em. Thì mới đây nhất trong một buổi live trực tiếp, má Tư có tiết lộ rằng là lúc trước vì nóng giận một ai đó trong gia đình mà cố nghệ sĩ muốn đốt luôn chiếc xe đó cả nhà, đốt luôn chiếc xe mà cậu yêu quý, đó là chiếc sedan hiện tại là đang đứng tên của chị Hồng Loan. Để hiểu rõ thêm cái vấn đề này như thế nào thì trong cái buổi live má Tư cũng có đề cập đến câu chuyện đó, và không cần nhắc tên thì cả nhà đã biết người mà muốn đề cập đến là ai rồi nhé. Và sau đây xin mời cả nhà đi vào nội dung chi tiết liên quan đến câu chuyện của má Tư trao đổi nha. Tin Nga đó, trợ lý Tin Vũ Linh đó. À, Hoàng Vinh hả? À. Lý do sao mất vậy? Hoàng Vinh bị ung thư. Cũng ung thư hả? Ung thư luôn, ung thư cuộc sống. Mà anh tốt lắm hả? Hoàng Vinh là coi như tuyệt vời. Lo cho cậu năm là coi như là anh lo cho anh năm 10 thì Hoàng Vinh phải lo được 6-7. Nhưng mà sau này Hoàng Vinh nặng, bị nặng quá thì không được, Hoàng Vinh mất. Gia đình của Hoàng Vinh đã ở đây, ở trên đường gì nè, em trên cái gì, đường thẳng đi lên Quỹ Nhân Đạo, mà bên Hoàng Vinh là đạo công giáo. Tội lắm, Hoàng Vinh lo cho cậu dữ lắm. Có người mà ông Vũ Linh lập bàn thờ như vậy. Thì đó. Anh Năm rồi lập bàn thờ, thờ trong nhà của anh Năm đó, mà anh cản anh không mới cho. Tại vì lúc đó là anh Năm chưa có đem bàn thờ ba má về, thì đâu có thờ đứng như bà, tại Hoàng Vinh còn ba má mà. Có nhà đàng hoàng mình mới thờ, đâu có thờ được. Rồi khi nào anh ghi đầu Linh, Hoàng Vinh nó không có bàn thờ thờ được. Mà Vinh dễ thương lắm, không tham lam, lo cho anh Năm. Phải nói là 7-10 với anh á, tội lắm. Sau này đâu có ai lo được như Hoàng Vinh đâu. Thì anh bắt đầu anh thấy Võ Tắc Thiên là cái ngày, là ngày giáp năm của Hoàng Vinh đó. Mới làm thì nhà báo Thanh Hiệp mới yêu cầu anh thấy Võ Tắc Thiên. Lúc đó ai tập trung chăng? Rồi chị mẹ Bình Tinh, chị Bạch Mai. Còn anh Năm thì nghe anh hát không bỏ, nghe tập tuồng không chạy ra tuốt ở ngoài ngoài cửa Đào Phương Đạo uống cà phê. Mấy người đông đỏ, trời ơi sao má Thanh mấy chục năm hát, má Thanh hát lại mà sao anh không vô chỉ má Thanh, thôi để ba làm rồi ba làm đi. Bả giờ chỉ có lên mây không được thôi, chứ lên mây được ba cũng lên để yên tâm. Không có cho anh hát. Rồi hồi xưa có lúc nào mà anh giận Vũ Linh thiệt là giận không? Có chứ sao không có. Nhiều công chuyện lắm. Giận đặt đầu đổ máu xong rồi 3 phút, 5 phút sau quề lại. Đang nỉ hả? Anh làm thinh, anh làm tới hoài, tới hoài, tới hoài, tới hoài vậy đó. Mà khi mà anh lên cơn sóng rồi, đấy có bắt đầu cái hạ nhiệt. Vậy là anh Lâm là nhân chứng sống luôn. À, nhân chứng sống nè, đi chung mấy chục năm mà. Đốt chiếc xe, đốt chiếc xe, em có tưởng tượng không? Câu như là đốt có chiếc xe đó, tại giờ đó đi đứng tên là không có khẩu, đứng tên một người trong nhà. Mà lúc đó mà anh biết hát ở đâu không? Anh còn nhớ hát ở Thốt Nốt, hát ở Thốt Nốt đúng rồi. Bắt buộc anh đem chiếc xe Honda Dam đó đi ra ngoài đồng đốt. Tại cái dính cái tên của người trong nhà. Mà người đó lại là... người đó lại là... làm cho anh Năm phiền muộn đủ điều hết. Thì dính cái tên người đó, anh Năm bắt buộc anh phải đem hai người đi ra ngoài đồng. Không hát lại Cần Thơ. Đem ra ngoài đồng. Đốt, đi tới đồng rồi. Xách bình xăng rồi. Cái anh mới hồ, anh nói Linh ơi, mình đốt xe như vậy đó rồi công an nó tới, nó mình ăn cắp xe thì mình phi tang đó. Tự nhiên hai đứa đi ở tù hết trơn, trời ơi, suy nghĩ kỹ đi. Cái nhà ở tù có sợ.
mới chạy xe về. Luật sư cũng dữ dằn vậy đó. Trời ơi, nết dữ lắm. Nết dữ lắm. Năn nỉ nói rồi đốt xe về hai đứa mình đi tù á. Công an nếu mình đang cấp xe ta bây giờ phát hiện đi đốt xe phi ta. Nói gì vậy là chắc cộng đồng cũng hiểu rồi đó. Hiểu người nào đứng tên xe đó. Tội lắm. Cũng nhiều chuyện má nào. Cũng nhiều cái mà chịu đựng lắm. À, má người đó lên cái nói sơn nói người ngoài biết chuyện gia đình. Đúng rồi, người ngoài đâu biết chuyện gia đình, tại vì á nó ngang tuổi với anh nó mới biết cái chuyện người nhà trong nhà. Mà anh 34 tuổi bắt vợ. Anh 34 tuổi nó mới sinh ra đời thì nó chịu đúng. Nó biết chuyện gì mà 11 năm trước. Tại vì anh 23 tuổi anh quen anh Năm. 23 tuổi, đầu 23 quen anh Năm. Xong tới 34 tuổi Hồng Loan về. Đó. Hồng Loan về. Cả một lần là ba mẹ nó qua quỳ với chân anh mượn tiền đúng không? Mà nó nói không phải quỳ mượn tiền mà quỳ kêu anh nói với anh Năm để chuộc cái nhà đó lại. Anh mới nói anh không có cách nào nói nữa được hết. Ừ, em quá đáng rồi. Nhiêu thôi. Nó cũng nhờ giả vậy mà cuối cùng nó chửi rồi. Thế kệ bây giờ nó chưa có chửi ông trời thôi chứ. Tại ông trời chưa lên tiếng, ông trời lên tiếng mà nó cũng chửi ông trời à. Thôi đi kệ bót ai thôi. Mà nó cũng may mắn điều là coi như là anh lúc nào cũng coi ba má của anh Năm là ba má của anh. Thì anh mới làm thinh thôi. Chứ cỡ cái cửa nó thì chỉ anh cho nó là cái trứng. Chứ không được tượng nguyên con người. Chỉ có dạng trứng, mà trứng non thôi. Chào tất cả mấy con nha. Nhắc lại chuyện xưa thì cũng hơi chạnh lòng. Nó chỉ là một đứa thì cái con với em là ra là anh theo anh Duy Linh là bao nhiêu năm, cuối cùng là hai người ở chung chính thức 13 năm ở chung rồi đi ra anh ở riêng 2 năm ở riêng, nhưng mà ở riêng mà cũng không có nói chuyện. Thời đó cũng còn hờ còn giận lắm. Rồi 2 năm sau mà đúng chấm điểm lại anh đi ra là năm 35, 36, 37, 37 tuổi. Thì khoảng anh khoảng chừng anh 38 tuổi á, là anh Năm mới nói chuyện lại với anh. Là vẫn... cái đoạn đi Pháp á, là tính nói là tình xưa. Đúng rồi. À, lúc đó là đi châu Âu là Lê Tuấn đi rồi. Lê Tuấn đi cũng mấy năm rồi. Anh đi châu Âu với anh Năm là năm 95. Thì cái năm đó anh Năm cũng kêu anh về lại để cho... Lớn rồi, Hồng Loan nó, anh lớn tuổi Hồng Loan nó lo cho anh này nọ với nó. Dân cơm vừa nước cho nó. Thì nó thôi, anh không có về nữa, anh ở mỗi một người một nơi đi. Nhưng mà hàng đêm nào anh cũng lên anh Năm. Rồi phụ anh Năm làm cái đoàn Kim Hương, hát ngay tạp Đại Đồng. Đâu được một năm á. Từ từ cái đoàn đó là anh Năm mới vô sâu vấn đề ăn nhậu. Chứ lúc trước anh Năm không có ăn nhậu. Thì nó nói sao nó nói. Nó biết được gì lịch sử đâu. Kệ mồ đó đi. Bây giờ nó muốn nói gì đó nói đi. Má cảm ơn các con nha. Rồi cái điện thoại mới cần... Cái bà làm đó là phải là gì của anh Vũ Linh? Coi như tính ra anh em bận gì. Mà gì xa. Không vì, có bà, cũng cho bà con nhưng bà gì xa đó. Hình như lại là hai dòng á. Hai dòng. Họ không hết tôi cũng lên nói chuyện này chuyện kia. Hai dòng. Cái đấy dòng nhỏ. Anh Năm dòng lớn. Đó dòng nhỏ. Nhà anh Năm ưa bao bọc đó. Hình như là bao bọc bên bên ngoại nhiều hơn bên nội. Bên nội có chấm đó. Chánh ông Nhôm nhất á. À, ở nhà đó, Chánh hiền từ xưa giờ hiền lắm. Thì coi như anh Năm bao bọc bên ngoài hết.
nặng bên ngoại hơn nhiều bên nội. Là hình như là bên nội là hiền, ba năm cũng hiền, ba năm là chỉ khó tính thôi, ba năm thì hiền. Anh Tư cũng hiền, anh tương tuổi với anh Tư mất sớm, anh Tư ba của Mỹ, anh Tư mất năm mới có 48 tuổi, bằng tuổi với anh. Anh lớn tháng hơn anh Tư, anh lớn tháng hơn anh Tư. Rồi má chào các con nha, hôm nào má rảnh nó mới livestream, má gặp các con nha.